Thưa quý vị, trong chương trình thời sự tối ngày 16 tháng 1 của đài phát thanh truyền hình Đà Nẵng, chúng tôi đã phản ánh về việc khi nào hố sát S18 đường Trương Định mới thi công trở lại. Mới đây, ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã có phản hồi xoay quanh vấn đề này. Theo đó, ủy ban nhân dân quận Sơn Trà đã có công văn liên quan đến việc thi công hố sát tại khu vực hộ dân số 70 Trương Định thuộc dự án cải thiện môi trường nước phía Đông quận Sơn Trà trong đó giao ủy ban nhân dân phường mân thái chủ trì phối hợp với ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và các đơn vị liên quan kiểm tra xử lý theo quy định đảm bảo đúng trình tự về áp dụng biện pháp bồi thường thiệt hại để công trình sớm thi công trở lại ủy ban nhân dân phường mân thái đã mời ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông đơn vị bảo hiểm nhà thầu thi công cùng hộ dân liên quan thực hiện hòa giải theo quy định theo đó các thành phần tham gia dự họp đã thống nhất đề nghị ủy ban nhân dân phường mân thái mời trung tâm kiểm định chất lượng xác định thiệt hại và thỏa thuận đền bù thiệt hại theo quy định